Thưa quý vị và các bạn, cách đây một năm, chúng tôi đã phản ánh về khó khăn của tuyến đường dẫn lên thôn Ca Long, xã Đạ Ban, huyện Đạ Tẻ, một địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tại địa phương. Hiện nay, được sự quan tâm của nhà nước, tuyến đường đã được đầu tư xây dựng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại vận chuyển hàng hóa cho bà con nhân dân, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi. Con đường dẫn lên thôn Ca Long ở xã Đạ Ban, huyện Đạ Tẻ một năm trước. Nhưng giờ đã khác. Qua 5 tháng thi công, bà con nhân dân đã rất tiện hơn trong việc đi lại vận chuyển hàng hóa. Đây là niềm vui không nhỏ sau gần 20 năm thành lập khu giãn dân thôn Ca Long và Ca Long B, xã Đạ Ban, huyện Đạ Tẻ. Đầu tư thế này thì đường xá được đàng hoàng thì bà con đi thuận lợi thuận hơn, có hàng hóa thì được chiều dễ dàng hơn. Trước kia thì đường xá đi lại là rất vất vả, mỗi lần lên vườn lên dãy là quá cực. Nay được đảng nhà nước đầu tư làm con đường cho bà con đi lại vận chuyển hàng hóa rồi làm vườn nó thuận tiện. Nói chung là thay mặt bà con là cảm ơn. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của đảng nhà nước với tổng kinh phí 85 tỷ đồng, tuyến đường nối xã Đạ Ban đến thôn Ca Long có chiều dài 11 km, hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 3 năm triển khai thi công. Ngoài tuyến đường giao thông, trong giai đoạn 2017-2018, xã Đạ Ban cũng được hỗ trợ 32 tỷ đồng để đầu tư hệ thống điện thắp sáng, trường học và trạm y tế cho nhân dân tại địa phương. Sự quan tâm hỗ trợ đầu tư nêu trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, sau đó giảm nghèo. Dự án đường Đạ Ban thôn Ca Long huyện Đạ Tẻ theo hợp đồng ký kết là thực hiện trong vòng 4 năm. Nhưng mà đơn vị thi công hiện tại là tập trung hết tất cả các thiết bị, con người để mà đẩy nhanh cái tiến độ sớm nhất để bàn giao công trình đưa vào sử dụng để phục vụ nhân dân đi lại. Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm đầu tư của đảng và nhà nước thì sau hơn 17 năm thành lập, đến thời điểm này con đường dẫn từ xã Đạ Ban, huyện Đạ Tẻ lên thôn Ca Long đã được triển khai xây dựng. Điều này không chỉ góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của người dân mà còn thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Thôn Ca Long ở xã Đạ Ban, huyện Đạ Tẻ được thành lập từ năm 2001 theo quyết định giãn dân của chính quyền địa phương. Hiện có 350 hộ dân với 700 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Việc hoàn thiện về cơ sở vật chất hạ tầng của địa bàn đặc biệt khó khăn này cũng sẽ góp phần tạo nên một diện mạo mới trong xây dựng nông thôn mới của xã Đạ Ban nói riêng và huyện Đạ Tẻ nói chung. Về cơ bản thì là nhân dân và chính quyền địa phương chúng tôi rất là mừng. Thì cái nhà nước đầu tư như vậy thì dĩ nhiên là trong cái quá trình mà lao động sản xuất rồi phát triển kinh tế là bà con rất là mừng và hăng hái thi đua sản xuất. Cái nền kinh tế ở tại Ca Long hiện nay khởi sắc rất là rõ nét từ cái việc mà con đường nó đi qua, nó cảm thấy nó rất là khang trang, rồi bà con yên tâm và làm những cái ruộng vườn nó rất là quy củ, đầu tư rất là tới nơi tới chốn, từ đó nó đạt hiệu quả kinh tế rất là cao. Điện, đường, trường, trạm là những công trình thiết yếu phục vụ dân sinh. Gần 20 năm sinh sống nơi đây, người dân thôn Ca Long, xã Đạ Ban, huyện Đạ Tẻ không giấu khỏi niềm vui và tin tưởng tuyệt đối vào sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của đảng nhà nước. Mà hơn hết, từ sự quan tâm đó sẽ là động lực hết sức quan trọng cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, vững bước đi lên.